Chào mọi người. Thì ở video trước mình có đề cập đến một vấn đề, đó là thông thường sau khi sinh con xong ở bên Nhật này ấy, thì mẹ và bé sẽ phải nằm ở lại bệnh viện. Đối với sinh thường ít nhất là 5 ngày, còn đối với sinh mổ là 7 ngày. Thì trong khoảng thời gian đó các ông bố chỉ cần mất khoảng từ 1 đến 2 ngày thôi là mình đã có thể hoàn tất tất cả các thủ tục cũng như là xin xong các giấy tờ cần thiết cho bé rồi. Vậy thì thủ tục cũng như là các giấy tờ có những gì thì mình cũng bắt đầu video nhé. Sau khi bé chào đời trong khoảng từ 1 đến 2 ngày thì bệnh viện sẽ cấp cho bạn giấy chứng sinh, tiếng Nhật gọi là Shusei Shomesho. Nếu qua đến ngày thứ 2 mà bệnh viện vẫn chưa thấy nói gì thì bạn nên chủ động hỏi họ luôn nhé. Thông thường thì bệnh viện sẽ chỉ cho bạn một bản thôi và bạn sẽ phải chủ động xin họ cho đủ hai bản, nhớ là bản gốc, không phải bản copy nhé. Và cái bản xin thêm này sẽ mất thêm phí tùy bệnh viện, như với trường hợp của nhà mình ấy, thì là sẽ mất phí 3 sen 300 yên cho một tờ. Bên cạnh đó thì cũng có những trường hợp mà có những bệnh viện mà chỉ đồng ý cấp cho bạn một bản thôi, không đồng ý cấp cho bản thứ hai. Cho nên là về vấn đề này thì bạn nên thảo luận trước với bệnh viện. Tốt nhất là trong cái lần mà đăng ký sinh hoặc là trong những lần đi khám ở bệnh viện nhé. Với hai bản giấy chứng sinh mà bạn xin được từ bệnh viện thì một bản sẽ dùng để làm thủ tục ở trên Yakusho nơi bạn sinh sống, còn một bản này thì sẽ dùng để làm thủ tục ở trên đại sứ quán. Và trên giấy chứng sinh nếu như không có dấu của bệnh viện thì cũng không sao. Đối với nhà mình ấy, thì ban đầu mình nhận giấy chứng sinh thì cũng không có dấu. Thế là mình cũng lo lắng và đi hỏi bệnh viện thì họ nói là họ đã từng làm việc với người nước ngoài rồi, cũng làm việc với người Việt Nam rồi. Và trên giấy chứng sinh nếu như mà không có dấu thì cũng không sao cả. Còn nếu như mà trên Yakusho hay là đại sứ quán mà có yêu cầu về dấu ấy, thì cứ nhắn họ gọi điện lên bệnh viện thì bệnh viện sẽ nói chuyện cho mình. Thì đến khi là mình đi làm thủ tục ở trên Yakusho cũng như là trên đại sứ quán thì đúng là hoàn toàn không bị hỏi về cái vấn đề dấu hay không thật. Thủ tục vẫn được hoàn tất như bình thường, miễn đó là cái bản mà được bệnh viện cấp cho và được ghi đầy đủ thông tin chính xác là được. Tiếp theo là bạn cần chuẩn bị ảnh của con. Về việc chụp ảnh thì các mẹ nên chủ động chụp mọi lúc để giúp con có ảnh đẹp nhất. Với các loại điện thoại khác thì mình không rõ, nhưng nếu bạn dùng iPhone thì nên bật chế độ chụp live. Sau đó mình có thể vào phần thông tin ảnh để chọn đúng khung hình mà mặt con ok nhất, kiểu như là quay mặt đúng hướng camera hoặc là mở mắt. Thì với iOS 17 trở lên thì mình có thể tách nền và thay phông trắng vào rất là tiện lợi nữa. Sau khi đã xin được giấy chứng sinh, bạn cầm theo một bản, kèm theo đó là thẻ cư trú cũng như là con dấu của người đến làm thủ tục. Như mình là người đi làm thủ tục thì mình sẽ cầm theo thẻ cư trú và con dấu của mình đi, kèm theo đó là sổ tay mẹ và bé đến Yakusho nơi bạn sinh sống để làm thủ tục. Bạn đến đó và hỏi người hướng dẫn là bạn muốn làm thủ tục khai báo khai sinh cho con. Sau khi hoàn tất các thủ tục, bạn sẽ nhận được giấy thông báo cư trú là Jumin Hyo đó. Trên đó sẽ có ghi tên đầy đủ cả gia đình của bạn, kèm theo đó là giấy thông báo đã thụ lý khai báo khai sinh. Mỗi thứ bạn nhớ xin hai bản nhé. Sau khi hoàn tất thủ tục khai báo khai sinh cho bé thì bạn sẽ phải cần chờ 30 đến 60 phút cho đến khi nhận được các giấy tờ, tại vì họ sẽ phải mất thời gian để xác minh thông tin cũng như là cấp mã lưu trữ cho bé nữa.
Trong khoảng thời gian chờ đó thì họ sẽ hướng dẫn cho bạn đi làm hai thủ tục khác, đó là hỗ trợ chi phí y tế, tức là khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ, và đăng ký trợ cấp nhi đồng, trợ cấp trực tiếp vào tài khoản của bố hoặc mẹ. Về hai thủ tục này thì cũng không mất thời gian, điền giấy tờ cũng rất là nhanh chóng. Chỉ chú ý duy nhất một điều là thủ tục hỗ trợ y tế sẽ không hoàn thành ngay trong ngày, mà sau khi đăng ký thẻ bảo hiểm cho con xong, sau đó mang đến hoặc là chuyển phát con đường bưu điện cho họ thì lúc đó họ mới cấp cho mình cái thẻ e-điều sổ, và lúc đó thủ tục mới được hoàn tất 100%. Về việc làm thẻ bảo hiểm cho con thì ví dụ như trong trường hợp của mình là người đi làm công ty, tức là CSA của công ty, và là người trực tiếp bảo lãnh cho con, thì mình sẽ liên hệ với phòng nhân sự, phòng HR của công ty ấy, để hỏi về thủ tục cũng như là xin cấp thẻ bảo hiểm cho con. Còn trong trường hợp nếu như gia đình bạn cả hai vợ chồng đều không làm CSA thì mình có thể đăng ký bảo hiểm quốc dân cho con. Về vấn đề này thì bạn nên hỏi trực tiếp trên nhà cư sổ lúc mà làm thủ tục cho con ấy thì sẽ tốt hơn nhé. Lưu ý thứ nhất đó là bạn nên xác minh trước tên của cả hai vợ chồng viết bằng alphabet và katakana, đặc biệt là katakana chữ nào viết cỡ thường, chữ nào viết cỡ nhỏ. Tại vì khi cái hôm mà mình lên đấy làm ấy thì họ hỏi đi hỏi lại vấn đề này rất kỹ. Họ còn hỏi kỹ xem là chắc chắn là chữ này viết chữ nhỏ không, chữ này có phải là chữ S, chữ no hay là chữ so không, tại vì hai chữ này viết khá là giống nhau chẳng hạn. Đấy thì cái này mình phải xác nhận kỹ để tránh mất thời gian nhé. Lưu ý thứ hai đó là khi bạn đi làm thủ tục ở trên nhà cư sổ thì bạn nên chọn nhà cư sổ tổng của nơi mình sinh sống, chứ đừng nên chọn những chi nhánh, tại vì thường là ở chi nhánh sẽ không hỗ trợ về những thủ tục này, cho nên là bạn sẽ phải mất thời gian di chuyển thêm một lần nữa. Ví dụ như mình ở Otaku thì mình sẽ lên thẳng chi nhánh tổng ở trên ga Kamata, chứ không đến những cái chi nhánh nhỏ lẻ ở các ga như là Joshiki hay là Kojiya đâu nhé. Lưu ý thứ ba cũng là lưu ý quan trọng, đó là thủ tục khai báo khai sinh cho con phải hoàn tất trong vòng 14 ngày kể từ ngày con chào đời. Nếu như mà quá hạn thì mình sẽ bị phạt tiền nhé. Thêm vào đó nữa, nếu như mình làm thủ tục này chậm thì sẽ dẫn đến là thiếu giấy tờ để phục vụ cho việc hoàn tất các thủ tục như là ở trên đại sứ quán này, cũng như là xin thẻ bảo hiểm cho con ở công ty này, hoặc nữa là ở trên cục xuất nhập cảnh này. Cho nên là mình nên hoàn thiện càng sớm càng tốt nhé. Các giấy tờ cần chuẩn bị để xin cấp giấy khai sinh cho con thì mình có thể tham khảo ở trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Thì hồ sơ sẽ bao gồm có thứ nhất là phiếu đề nghị và thông tin liên hệ. Thì mình sẽ bấm vào đây, tải file này về, in ra và điền thông tin vào. Thứ hai là sẽ có tờ khai. Thì mình có thể quét mã QR này hoặc là truy cập cái đường link này. Sau khi truy cập vào đường link này thì mình sẽ điền các mục theo hướng dẫn. Và đó sẽ có một cái mục là mình điền email của mình vào. Sau khi mình đã điền đầy đủ thông tin thì sẽ có một file PDF gửi về mail của mình. Mình in cái file đó ra rồi cầm theo. Thứ ba là giấy chứng sinh gốc có dấu đỏ. Như ban đầu mình có nói thì không có dấu đỏ cũng không sao nha. Thứ tư là copy giấy chứng nhận kết hôn hoặc là trích lục ghi chú kết hôn của bố mẹ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Thứ năm là bản gốc Jumin Hyo của cha mẹ, hoặc là mình có thể dùng cái bản Jumin Hyo có đầy đủ tên của cả bố mẹ và con mà đã xin ở trên nhà cư sổ trước đó. Thứ sáu là copy thẻ cư trú của cha mẹ và copy hộ chiếu trang 2 và trang 3 của cha mẹ. Về giấy tờ cần chuẩn bị để xin hộ chiếu cho con thì cũng giống như là với giấy khai sinh. Thì hồ sơ sẽ gồm có thứ nhất là phiếu đề nghị và thông tin liên hệ. Thì mình cũng cần phải tải về, in ra rồi điền thông tin vào. Chú ý là phiếu đề nghị này với bên giấy khai sinh là nó na ná nhau, nhưng mà vẫn cần phải hai bản in ra nhé. Tiếp theo là tờ khai. Thì ở đây là mình chọn đối với người chưa đủ 14 tuổi. Mình cũng có thể quét mã QR hoặc là truy cập vào đường link, khai hết các thông tin theo hướng dẫn, rồi in cái file PDF để gửi đến mail của mình ra rồi cầm theo. Bên cạnh đó mình cần phải chuẩn bị hai ảnh màu, không nền trắng, cỡ 3.5x4.5 hoặc là 4x6. Ảnh chụp thì cần cân đối đầy đủ khuôn mặt. Về cách chụp ảnh thì các bạn cứ tham khảo theo mình hướng dẫn trước đấy nhé. Sau khi chụp xong thì mình có thể ra combi in rất là nhanh thôi. Về bản gốc Jumin Hyo, rồi là copy thẻ cư trú hộ chiếu bản gốc, rồi bản photocopy trang 234 thì cái này trùng với giấy tờ xin ở bên giấy khai sinh rồi, cho nên là không cần nhé. Mình một phần là do chưa đến đại sứ quán bao giờ, thứ nữa là cũng cần tắc vô áy náy, kiểu lỡ như mà giấy tờ có vấn đề gì ấy thì mình có thể đối ứng ngay, cho nên là mình chọn là đến thẳng đại sứ quán. Thì cái hôm mà mình đi làm thủ tục đấy là mình có mặt ở đại sứ quán lúc 8 giờ kém. Thì khi đến là đã thấy mọi người là khoảng hơn chục người đã lấy số và xếp hàng chờ sẵn rồi. Cho nên là nếu bạn nào có nhu cầu mà kiểu như là muốn đến đại sứ quán trực tiếp như mình ấy thì mọi người nên đến từ sớm nhé. Mình làm thủ tục ở đại sứ quán Tokyo. Cho những ai chưa đến đó bao giờ thì bạn cứ bật Google Maps lên,
tìm tên tiếng Việt Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản là ra. Chú ý là lối vào không phải ở cổng chính to đùng mà là ở cửa phụ bên cạnh nhé. Khi đi vào thì bạn sẽ thấy là có cái máy lấy số ở đó. Trên máy có đúng hai cái nút, một cái nút ghi bằng chú thích bằng tiếng Việt, một cái nút ghi chú thích bằng tiếng Nhật, thì mình chọn cái nút tiếng Việt. Khi đến giờ làm việc thì sẽ có một anh đẹp trai đứng ở đó hướng dẫn mọi người. Cho nên là nếu có gì chưa biết hoặc là cảm thấy chưa chắc chắn thì có thể hỏi trực tiếp, anh ấy sẽ hướng dẫn một cách nhiệt tình cho nhé. Do mình đã chuẩn bị đầy đủ hết các loại giấy tờ cho nên là khi đến lượt mình ấy, thì mình chỉ việc vào trong đó và nói cho họ yêu cầu của mình là mình muốn làm những thủ tục này, những giấy tờ như thế này. Sau đó đưa cho họ check giấy tờ là xong. Mình xin thêm hai bản sao của giấy khai sinh nữa thì tổng họ thu trực tiếp vào đó là 1.4 rồi. Khoảng tầm 20 ngày sau khi mà giấy khai sinh cũng như là hộ chiếu của con được gửi về nhà ấy, thì mình sẽ phải trả thêm tầm hơn 800 yên cho cái phí mà ship code ấy. Đối với giấy khai sinh thì mình có thể lấy trực tiếp trong ngày, nhưng mà đối với hộ chiếu thì luôn được gửi trả bằng cách là ship về địa chỉ nhà sau khoảng từ 20 đến 21 ngày gì đấy. Đối với trường hợp của mình thì là đúng sau 21 ngày thì kể từ ngày đi làm thủ tục thì ngày thứ 21 ấy thì mình nhận được giấy tờ gửi về nhà. Thì cái việc gửi về nhà thì cho dù là bạn cấp lần đầu hay là xin cấp lại thì cũng đều gửi trả bằng cách như thế nhé. Và để gửi hộ chiếu cũng như là giấy khai sinh về nhà ấy thì bạn cần phải chuẩn bị một phong thư to nộp kèm với những giấy tờ ban đầu khi mà mình nộp giấy tờ làm thủ tục ấy. Thì cái phong thư này thì mình có thể mua ở các cửa hàng 100 yên hoặc là các cửa hàng tiện lợi đều có bán nhé. Nếu vào cái ngày mà bạn đến đại sứ quán mà bạn quên không mua cái phong bì đó ấy, thì trên đường từ ga vào trong đến đại sứ quán sẽ có một cái lawson gần đấy, thì bạn có thể qua đó mua. Còn riêng cái tờ phiếu gửi ghi thông tin người gửi người nhận ấy, thì bên đại sứ quán họ chuẩn bị sẵn ngay cái chỗ ngồi chờ đấy rồi, thì họ sẽ phát cho mình. Mình chỉ cần mua cái phong bì đó thôi. Trước khi chuẩn bị giấy tờ thì mình cần phải xác định rõ xem ai sẽ là người bảo lãnh cho con. Thì thường là mình sẽ chọn người có thu nhập cao hơn và visa ổn định hơn làm người bảo lãnh cho con nhé. Các giấy tờ cần chuẩn bị sẽ bao gồm: thứ nhất là phiếu câu hỏi, thứ hai là tờ khai xin đăng ký, thứ ba là giấy chứng nhận thụ lý đăng ký khai sinh cho con, thứ tư là Jumin Hyo mà có tên của cả gia đình mà trước đó mình đã xin ở trên giáo cái sổ đó. Tiếp theo là cả dê sô mê sổ và nô dê sô mê sổ của người bảo lãnh để chứng minh thu nhập cũng như là nghĩa vụ đóng thuế của người bảo lãnh. Tiếp theo là giai sốc cự sô mê sổ, cái này thì mình xin ở chỗ làm nhé. Tiếp đến là bản copy hộ chiếu và thẻ ngoại kiều của người bảo lãnh, thì cũng làm tương tự như đối với thủ tục xin cấp giấy khai sinh cũng như là hộ chiếu cho con. Và cuối cùng là hộ chiếu của con nếu có. Bạn chuẩn bị hết tất cả các giấy tờ trên và mang đến cục xuất nhập cảnh gần nhất. Ví dụ như mình ở Tokyo thì mình sẽ đến cục Shinagawa. Nếu như mình đã chuẩn bị đầy đủ hết các giấy tờ rồi thì chỉ việc đến đó lấy số xếp hàng rồi đợi thôi. Thời hạn làm thủ tục xin cấp visa cũng như là thẻ ngoại kiều cho con là trong vòng 30 ngày kể từ ngày con chào đời. Cho nên là thường là mình sẽ không kịp để mà nộp hộ chiếu lên cho cục xuất nhập cảnh. Tuy nhiên thì mình vẫn có thể làm thủ tục ở cục xuất nhập cảnh mà không cần đến hộ chiếu của con. Sau này nếu như họ cần thì mình có thể gửi cho họ xác minh sau cũng được. Về trải nghiệm thực tế của mình thì mình bị nhầm cái thời hạn làm thủ tục xin cấp thẻ ngoại kiều cho con từ 30 ngày thành 60 ngày. Thế là mình cứ ung dung ngồi ở nhà chờ đến khi nào hộ chiếu về rồi mình mới đi làm. Kiểu như là mình cũng không muốn phải đi lên lần thứ hai để mà nộp cái hộ chiếu cho họ check ấy. Thì lúc đấy mình mới vội vàng gọi lên cục xuất nhập cảnh để hỏi xem là quá hạn như thế thì có sao không. Thì lúc đấy họ mới hỏi là cái loại visa của mình là loại nào. Thì visa của mình là cái loại này này. Thì đối với loại này thì họ bảo là trong vòng 60 ngày làm cũng ok, không vấn đề gì cả, không bị phạt tiền hay gì đâu. Chỉ khác một chỗ là nếu như mà trong vòng 30 ngày ấy, thì mình sẽ đến cửa B1, mà quá 30 ngày thì mình sang cửa W1 ở trên cục Shinagawa thôi. Thế là ngay sau khi nhận được hộ chiếu về thì mình ngay lập tức là lên cục xuất nhập cảnh làm thủ tục. Thì nhanh lắm, lên thì mình hôm đấy là mình lên vào buổi sáng, cũng khá là đông nhưng mà lấy số xếp hàng xong rồi đợi khoảng tầm 20 đến 30 phút gì đấy là xong rồi. Nói chung là họ làm nhanh lắm, chỉ cần đủ giấy tờ là xong. Bạn nào có dạng visa giống mình thì có thể tham khảo nhé. Đối với những hộ gia đình mà sinh sống ở Tokyo ấy, thì mình sẽ có thêm một cái chương trình trợ cấp nữa, đó là 018 Sapporo. Với mỗi trẻ thì mình sẽ nhận được 5.000 yên một tháng cho đến năm trẻ đủ 18 tuổi. Với chương trình này thì hôm đấy mình đi làm thủ tục ấy, thì họ không hướng dẫn ở trên nhà cư sổ mà họ chỉ phát cho mình một cái tờ giấy có mã QR code cũng như là trang web của mình đi tham khảo thôi. Tuy nhiên thì thủ tục đăng ký cũng đơn giản và dễ dàng lắm, mình tự làm cũng được, không có vấn đề gì đâu. Mọi người ai ở Tokyo thì đừng quên chương trình này nhé. Và đó là tất cả những giấy tờ cũng như là những thủ tục cần thiết mà mình cần
làm sau khi mà em bé chào đời, cũng như là kinh nghiệm của bản thân mình. Mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Nếu như mà có thắc mắc gì thêm hoặc là có gì đó không hiểu rõ thì mọi người cứ comment bên dưới nhé. Mình sẽ check và giải đáp. Hy vọng video này sẽ giúp ích được cho mọi người. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn mọi người ở những clip sau. Bye bye. Cắt.